Sau khi em xác định được thuế đầu vào và thuế đầu ra như thế này thì em sẽ thực hiện quyết toán khấu trừ thuế bằng số nhỏ nhất giữa thuế đầu ra và thuế đầu vào. Vì ở đây là đầu ra đang lớn hơn đầu vào thì em sẽ thấy được cái số tiền chênh lệch ra là 1 triệu. Thì đầu ra lớn hơn đầu vào chính là sau khi khấu trừ là em phải nộp thuế. Nộp thì em sẽ hạch toán nợ 333 và có 112. Số tiền là số chênh lệch. Thì lúc này em sẽ nhìn được này. Đối với tài khoản 133 phát sinh nợ của nó là bao nhiêu nhỉ? 1,5 triệu. À, 1,5 triệu. Phát sinh có là bao nhiêu? Có 1,5 triệu. Đúng rồi. Vậy cuối kỳ nó còn số dư Không ạ. không? Đúng rồi. Dư cuối nó đang bằng không. Đúng chưa? Mà thằng tài khoản đầu 1 thì có tính chất tăng ghi nợ giảm ghi có, cuối kỳ có số dư bên nợ. Đúng chưa? Thế tương tự đối với lại thằng tài khoản 333. 33311. Lúc này nó phát sinh là bao nhiêu? 2,5 triệu. Phát sinh nợ 1 triệu. 1 triệu. Bao nhiêu nữa? Dạ, 1,5 triệu nữa. Rồi. Thế bây giờ phát sinh có của nó là bao nhiêu? Có ba 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 có ba ba có 2,5 triệu. 2,5 triệu. Thế thì lúc này em thấy nợ có nó bằng nhau không? Vâng, bằng nhau Thế thể hiện đúng tính chất cân đối của bảng cân đối tài khoản chưa? rồi. Nợ có nó phải bằng nhau, đúng không? Như bên này nợ có phải bằng nhau. Thế còn nếu như mà giả sử cái này sang kỳ sau em mới nộp, thì lúc đấy cái số tiền này nó sẽ không có ở đây, đúng không? Và cái số Vâng. dư cuối nó sẽ bằng tăng bên có, giảm bên nợ, cuối kỳ dư có đối với lại tài khoản loại 3, đúng không? Thế thì em Vâng. phải lấy tăng trừ đi giảm, tức là lấy có trừ đi nợ. Thì lúc đấy em sẽ dư có là 1 triệu, đúng không? Thì khi Vâng. có dư có 1 triệu này thì đến thời điểm nào em nộp thì em hạch toán nợ. Thế thì như vậy là giữa nợ và có của nó có hết không? Đây, và đến một thời điểm sang kỳ sau em nộp 1 triệu này thì đến cuối Vâng. kỳ sau nợ có hết không? Hết, Hết ạ. đúng không? Đấy là cái tính cân đối của bút toán khấu trừ thuế, nó là như thế. Thế đấy là trường hợp mà thằng bán ra nhiều hơn mua vào. Thế bây giờ chị giả sử như là thằng mua vào mà nó đang nhiều hơn bán ra thì sao? À, chị giả sử mua vào nó là 35 triệu. Thì lúc này số thuế được khấu trừ thì nó sẽ khấu trừ bằng số nào? Không, chưa bằng 2,5 triệu. Bằng số nhỏ nhất, đúng không? Vâng. Và khi nó khấu trừ bằng số nhỏ nhất rồi thì số thuế còn dư lại thì nó là làm Là sao nhỉ? số Đầu thuế vào dư nó lại nhiều hơn đầu ra. cái số được khấu trừ sang, khấu trừ tiếp sang kỳ sau. Đúng rồi, chính xác. Thế ở đây em thấy này, phát sinh nợ là bao nhiêu? Phát sinh nợ là 3,5 triệu. Phát sinh có là 2,5 triệu. Thì như vậy lúc này giữa nợ và có nó sẽ còn dư là 1 triệu. Và 1 triệu này nó được khấu trừ chuyển sang kỳ sau. Nó chính là dư nợ cuối kỳ của tài khoản 133. Đúng chưa? Thế còn thằng này cuối kỳ nó cũng sẽ không có số dư nữa. Nợ có của nó đang bằng nhau. Đúng không? Đấy là cái trường hợp mà bút toán khấu trừ thuế, em hiểu là như thế. Và nhớ chỉ khấu trừ khi là công ty có phát sinh thuế mua vào và thuế bán ra. Vâng ạ. Đấy là cái trường hợp mà khấu trừ thuế em nắm ở trên nhỉ. Rồi ạ. Ok. Và cái cách kiểm tra thuế đấy thì nhớ là nếu mà em cảm thấy như là dư nợ 133 nó không khớp với lại số tiền là chỉ tiêu 43 trên tờ khai thì em phải vào báo cáo đối chiếu này và đối chiếu bảng kê thuế với sổ cái. Đấy chưa? Em đang xem Vâng. ở kỳ nào thì em phải chọn đúng kỳ đó nhé. Đừng đối Vâng. chiếu lệch kỳ. Em đang xem của quý 1, bảng cân đối quý 1 thì đối chiếu báo cáo em phải đối chiếu quý 1, chứ em đi đối chiếu quý 2 không được, thế chưa? Vâng.